Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Con với cả một chị bạn thân của con hay đi xem bói. Thì trước đây bọn con đi xem bói và có một bà bói bà nói rằng là chồng con sau này sẽ cao, da ngăm đen, mặt vuông chữ điền. Thế là suốt cái quãng thời gian đấy, con cứ nhìn thấy anh nào mà bảo là giống giống như thế và ui chồng em. Thế là cho đến khi mà con gặp anh Bi. Đây thì... rồi. Vâng. Nhưng lúc đấy cái điền nè. Thường thì mình hay đi quay hình cho tất cả các mọi người, không ai chê, nhưng mà về nhà là vợ mình chụp ảnh các thứ là ớ anh chụp cái gì này. Bây giờ đi chỉnh cả mình là mình cũng nhiều khi mình tự ái. Mình tự ái mà cho em đi mà chụp. Lời đầu tiên thì con xin được kính chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận cùng toàn thể quý vị và khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Nhân dịp đầu xuân năm mới, con xin được chúc cô chú có một mùa xuân thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm ơn con. Con xin được giới thiệu con là Nguyễn Đức Anh. Năm nay con 33 tuổi, con đang là đạo diễn hình ảnh. DOP. Dạ. DOP là con công tác ở... Con ở Sài Gòn là chính ạ. Con ở được 8 năm nay rồi. Và con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Và tất cả các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con là tên là Ly ạ. Và hiện tại là con 31 tuổi và con đang kinh doanh về thời trang và làm đẹp ạ. Nhưng mà bây giờ là Ly và Đức Anh là đang sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ vâng ạ. Cũng mấy vậy con? Dạ con đang ở quận 2 ạ. Rồi nhưng mà trước đây thì không biết là hai bạn là gặp nhau trong một cái trường hợp nào? Có phải là trong một cái dự án phim ảnh gì đó hay là trong một cái dự án thời trang gì đó? Thì bây giờ chia sẻ cho chú Thuận và cô Vân biết là cơ duyên nào các bạn gặp nhau. Thực ra là bọn con vừa mới cưới cách đây khoảng tầm 4 tháng á. Và trước đây con ở ngoài Hà Nội và bây giờ con mới chuyển vào trong Sài Gòn để bắt đầu một cuộc sống mới. Thì thực ra là trước đây là con với cả anh Bi là cũng là bạn bè của nhau trên Facebook từ năm 2012, gần như là không tương tác với nhau, cũng không có ấn tượng gì cả. Và con cũng không nhớ luôn, cho đến khi về sau xem lại lịch sử thì con mới biết. Đó là đợt bọn con chuẩn bị cưới, con có viết cái lời thề nguyện ý, thì con bắt đầu mới loát lại hết tất cả tin nhắn để con xem lại là anh ấy nhắn tin cho con từ bao giờ. Hóa ra là nhắn tin cho con từ năm 2017. Năm 2020 là năm đầu dịch ấy ạ, thì chồng con có nhắn tin cho con, có là tích cực trả lời story hơn. Con nhớ là có một cái tin nhắn là anh ấy bảo là em đừng nghĩ là anh là người thế này thế kia, nhưng mà anh muốn mời em đi coi phim được không? Và lúc ấy con trả lời luôn là em xin lỗi em không đi được. Thế xong rồi anh ấy vẫn kiên trì nhắn tin. Thế bọn con bắt đầu nói chuyện và sẽ bọn con hẹn gặp nhau ở ngoài Hà Nội tháng 4 năm 2020. Vâng. Là lúc đó mới gặp nhau lần đầu. Bắt đầu mới gặp nhau ạ. Thế thì cái lúc mà cảm giác đầu tiên lúc mà tụi con gặp nhau ở ngoài đời thì nó như thế nào? Con có ưng bạn này không? Có thích không? Bạn này không? Lúc đấy thực sự là lần đầu tiên bọn con gặp nhau là bọn con hẹn nhau đi ăn lòng nướng. Cô tưởng tượng xem là nếu như mà mình có thích bạn trai đấy, chắc chắn là mình sẽ chọn đi ăn một cái chỗ nào đấy nó sang trọng, nó lịch sự một tí để con nhã được nhã nhặn đó, đó ăn chút đỉnh rồi. Trong khi ăn lòng nướng là phải ảnh hưởng. Thì con có kể cho một nhóm bạn thân của con là hôm nay đi gặp thử anh này, không biết như thế nào, thôi cứ đi gặp. Xong rồi về con chỉ bảo bạn con là cao cũng được, thôi cũng làm hình ảnh cũng thích, cũng ok. Thế xong rồi mãi đến anh cưa con khoảng tầm từ tháng 4 cho đến tháng 8 bọn con bắt đầu mới yêu nhau. 4 tháng đó. Vâng, 4 tháng. Trong suốt cái quá trình đấy bắt đầu giống như là mưa dầm thấm lâu. Tức là con cứ làm việc xong ở Sài Gòn là con lại lập tức con bay về để con làm việc tiếp. Chính là gặp cổ. Là gặp cái gì đúng không? Lần nào cũng là lòng nướng hoặc là muốn ăn tôm. Mấy lần sau chắc phải chuyển món chứ nào. Vậy thì cái cú twist nào, cái cú knock out nào mà con quyết định là con chấp nhận là bạn gái của anh? Thực ra ấy, có một cái câu chuyện này mang tính là tâm linh ạ. Đấy là con với cả một chị bạn thân của con hay đi xem bói. Thì trước đây bọn con đi xem bói và có một bà bói bà nói rằng là chồng con sau này sẽ cao, da ngăm đen, mặt vuông chữ điền. Thế là suốt cái quãng thời gian đấy, con cứ nhìn thấy anh nào mà bảo là giống giống như thế và ui chồng em. Thế là cho đến khi mà con gặp anh Bi. Đây thì... rồi. Vâng. Nhưng lúc đấy chữ điền nè. Nhưng lúc đấy con chưa nhận ra, tại vì lúc ấy mình không để tâm. Thế là người chị đi xem cùng con mới bảo là chị nói thật với mày nhá. Đây, chồng mày, chị cảm nhận đây là chồng mày. Nhưng mà mày đấy. Cứ từ từ để xem như thế nào. Thì anh Bi lại rất được điểm với tất cả các bạn của con, từ bạn nữ
cho đến chồng của các bạn con. Đấy là một điểm cộng rồi. Và có một cái điểm cộng thứ hai là trong lúc thời gian chồng con cưa con á, chồng con rất là từ tốn, nhẹ nhàng, rồi thi thoảng lại điểm thêm một số các cái tình tiết kiểu Hàn Quốc. Ví dụ như là đang đến nhà anh chơi, ngồi xem phim chẳng hạn, tự nhiên anh đi vào phòng trong, con không hiểu bảo ủa ông đi đâu nhở, rồi đèn đang kiểu tắt mờ mờ, xong rồi sau đó là anh ấy đi ra từ đằng sau, anh cầm một bó hồng, anh ấy lật ngược vào trước mặt con. Đấy, với cả một chi tiết nữa là hôm bọn con đang trên đường đi chơi cả nhóm bạn với nhau thì con để quên son, thế là anh ấy ấn vào xe phát ra một thỏi son mới rồi đưa cho con. Anh định tặng em lần sau nhưng bây giờ em cần thì anh đưa. Đúng không, biết lần là này chồng con có set up trước không? May mắn thôi em ạ. May mắn à? Ông trời sắp đặt. Và sau đó là tình yêu là bao lâu thì mới cưới? Dạ, bọn con yêu được khoảng từ đấy đến 2022. Thì tức là hơn 2 năm. 2 năm, ok. Chỉ có yêu xa. Vâng. Vì hết dịch là con vẫn phải vô đây con làm. Dạ vâng, đúng rồi. Như vậy là chắc chắn là phải có những cái chuyện. Yêu xa có trục trặc gì không? Cũng có một lần cãi nhau to, hình như là đầu cuối năm 2021. Thì cái thời gian đấy là cái thời gian mà ở trong này thì vẫn còn công việc, con vẫn còn công việc đến tháng 6 luôn. Thì bắt đầu vợ lại nhắn tin là tôi chia tay đi. Mà chả nói bất cứ một cái chuyện gì cả, con cứ bất ngờ hoàn toàn luôn. Thế là con mới gọi điện cho mẹ của con. Con mới nhờ là mẹ phân tích giúp con là xem tại sao lại đang bình thường mà lại vợ lại, người yêu lại nhắn tin là tôi chia tay đi hả mẹ? Không có lý do luôn. Không lý do luôn, mấy con chưa phân tích được ra. Mẹ con mới bảo là thôi con cứ đi về đi, con đi về đi, con xem làm sao rồi bắt đầu con đi sang nhà đi rồi con giải quyết. Mẹ nghĩ là ở gần nhau thì nó sẽ giải quyết tốt hơn là bọn con ở xa. Tại vì hai đứa đều có công việc riêng, mẹ cũng biết là rất là bận. Thế là con bắt đầu con mới tức tốc con đi về. Thế tại sao thế con? Lúc đấy con cũng có nói với bạn bè là bọn con sẽ tìm hiểu trong vòng một năm. Nếu trong vòng một năm mà bọn con không có tiến triển hoặc là không gọi là không cảm thấy có thể về một nhà ấy, thì con sẽ dừng lại mối quan hệ đấy. Tại vì là chồng con thì làm việc ở trong Sài Gòn, còn bố mẹ chồng con thì lại ở bên Nga. Thế nên là suốt quãng thời gian đấy là con chỉ giao tiếp với cả mẹ chồng con ở qua FaceTime thôi. Con cảm thấy là chưa có sự gắn kết, con cũng không có một cái câu trả lời rõ ràng. Thế lúc ấy con bảo với anh Bi là thôi bọn mình dừng lại đi, tại vì là con thấy là không hợp nhau. Thì con nhớ là lúc đấy là con rất là quyết liệt. Con nhớ là anh nhắn tin cho con rất nhiều, con còn chặn lên Facebook. Chặn luôn. Chặn hết mọi cổng thông chặn tin. Chặn hết tất cả hóa mọi thứ. Hóa ra là vợ sốt ruột cô ạ. Rồi sao? Lúc đó con giải quyết sao? Thì là con bay về, xong rồi đến khoảng một tuần sau bắt đầu con mới nói chuyện được với vợ qua một người bạn. Một người bạn thân của vợ thì bắt đầu con cũng nhờ tư vấn. Thì bạn của Ly thì mới trả lời là Ly cần một người ở bên cạnh để Ly yên tâm thôi. Chú đang rất muốn biết cái lúc mà con tới nhà Ly và con gặp Ly thì nó như thế nào? Dạ, lúc đầu đến thì cũng cửa là đóng im ỉm cũng kịch liệt. Cũng phải mất đến 30 đến 45 phút sau mới mở cửa. Tại vì may quá mình lại có bố mẹ của vợ. Rồi sao nữa? Cũng ủng hộ mình. Và một cái ôm thấm thiết đúng không? Dạ, đi vào ôm thì vẫn đạp ra nhoay nhoáy luôn. Chứ cũng không phải là được ôm ngay đâu luôn ạ. Lại drama tiếp phần 2 tiếp, lại nhạc lại nổi lên. Sau hôm đó là có hòa lại không con? Đúng lúc đấy thì cả Hà Nội với cả Sài Gòn lúc đau được đấy. Thế là con bảo là bây giờ thôi, thì bây giờ là đang block như thế thì con sẽ về nhà anh Bi, tại vì là bố mẹ chồng đều ở bên kia. Thì mẹ con cũng đồng ý, mẹ con bảo bây giờ cho hai đứa một cái khoảng thời gian. Đấy, khoảng thời gian để kiểu ở với nhau xem như thế nào, hiểu nhau hơn. Thì cái khoảng thời gian đấy thì bọn con ở với nhau thì cũng giải quyết được những cái khúc mắc. Và mẹ chồng con thì cũng gọi điện về, xong rồi nói chuyện. Và cũng bảo là đến đầu năm sau thì sẽ về Việt Nam để gặp bố mẹ con. Đấy là dần dần là tình cảm kết nối lại. Coi như là quyết định sống thử với nhau luôn. Vâng. Bao lâu? Dạ lúc đấy là cũng đợt dịch thì cũng phải tầm 3 tháng á. Trong cái khoảng thời gian các bạn sống thử với nhau thì có thấy những cái cá tính cũng như là những cái tính cách nó hợp được với nhau và hoặc là nó bù trừ với nhau không? Dạ con thì ở nhà thường là con nấu ăn và Ly là rửa bát. Lúc mà con thấy thương Ly nhất thì là rửa bát thì không bao giờ khéo ạ. Đã không biết nấu cơm thì rửa bát làm sao mà khéo được. Thế là con đã dặn trước là có một cái cốc vỡ đây nha, em cẩn thận đi. Cốc nứt, nó bị nứt ở cái vành. Thế là mẹ này thì mẹ cứ xoáy thôi, rửa bát rồi mẹ cứ hăng đấy. Đấy. Rồi xoẹt mà bình thường thì lại đeo găng, nhưng hôm đấy thì lại không đeo găng. Ồ, thế là lại drama nổi lên. Máu. Thế là máu nó đổ luôn, đổ máu luôn, khóc rất thê thảm mà khóc quả đấy là.
mà thấy thương lắm. Vậy là xong 3 tháng đó thì tụi con quyết định là về chung một nhà, dạ, đúng không? Vâng. Thế lúc con có bảo với mẹ con là mẹ ơi mẹ hay là cho con vào trong Sài Gòn con ở thử 6 tháng vì lấy nhau về con không ở xa chồng con được, thôi cho con vào Sài Gòn ở thử 6 tháng cũng muốn đổi gió như nào. Thì lúc đó con tưởng mẹ con bảo thôi ở đây, thôi các thứ. Tại vì mẹ con hồi xưa bảo là chỉ thích lấy chồng nhưng mà vẫn ở gần. Thế đến lúc con vừa nói xong phát á, chắc là quý con rể quá và đi đi. Cái mẹ chồng tuyệt vời. Thế con cũng muốn dành thời gian cho chồng, cho gia đình với cả tập làm vợ. Thì con nói thật luôn là con lúc mà con lựa chọn anh Bi, con suy nghĩ con lựa chọn anh Bi và quyết định đến hôn nhân ấy. Với con thì khi mà con lựa chọn người chồng thì con biết những cái điểm yếu của con. Con không biết nấu ăn, không biết, chưa thực sự là một người vợ của gia đình ấy. Thì chồng con lại là một người rất là đảm đang, rất là chăm chỉ. Cả truyền thống của gia đình nhà anh cũng thế á. Và rất là tình cảm. Thì đấy là những cái mà con thấy rằng là những cái thiếu của con. Cũng như là đấy là sự lựa chọn để khi mà mình tiến tới hôn nhân. Hay quá. Chúc mừng hai vợ chồng đã tìm được một cái hạnh phúc. Và đây là một cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Thế rồi 4 tháng ở với nhau thế thì thế có bị ngỡ ngàng gì khi mà có một số thứ mà lúc yêu mình chưa biết không nhỉ? Dạ thì cái cũng tật xấu nó đó lòi ra. Đến cái đoạn này là chắc là Ly cũng đã xem rồi đúng không? Ở đến tầm đấy thời gian thì bắt đầu con mới nhận ra là thi thoảng làu bàu sương sương. Kiểu nói nhiều về một cái vấn đề. Lầu bầu một mình hay là lầu bầu một có mình đối tượng luôn ạ, một đấy, mình luôn. Một mình luôn. Còn một cái tật nữa là tại vì thường thì mình hay đi quay hình cho các cả các mọi người, không ai chê, nhưng mà về nhà là vợ mình chụp ảnh các thứ là anh chụp cái gì này. Bây giờ đi chỉnh cả mình là mình cũng nhiều khi mình tự ái. Mình tự ái của ạ, mình tự ái mà cho em đi mà chụp. Anh không chụp ạ. Hoặc là em gọi ai đến chụp đi. Thế là dỗi nhưng mà mặt là căng thẳng lắm. Thôi mà, chụp cổ. Thế là xong về vẫn ưng, chứ cũng phải là không ưng nhưng mà chắc là cũng giận dỗi cái lúc đấy thôi. Nhiều khi là con là áp lực là ở nhà là đi chụp ảnh cho vợ hơn là mình đi mình làm việc ở bên ngoài là mình ảnh cho mọi người, con thấy thoải mái hơn. Tôi đồng cảm với ông thôi. Dạ. Tôi chụp cho bao nhiêu người ai cũng khen, chỉ có một người chê tôi chụp xấu là vợ tôi. Dạ. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Dạ con thì con mong muốn vợ con thay đổi là thôi thì cứ từ từ rồi mình sẽ có được mọi thứ mà mình mong muốn. Hai đứa đều vẫn phải học về cách làm chồng cũng như là làm vợ. Thì cuộc sống hôn nhân gia đình của vợ chồng trẻ nó cũng sẽ có nhiều thứ mà mình không thể mà bảo sắp xếp ngay được. Con nghĩ là hai vợ chồng cùng sẽ có mong muốn là sắp xếp từ từ và dần dần. Có những cái lúc mà đấy con chỉ sợ mỗi là thoại một mình thôi. Lên đây cũng thoại một mình. Sao vậy con lúc những lúc đó con nói cái gì vậy? Thỉnh thoảng con còn đang kiểu ví dụ như là con nói chuyện một mình, cũng hay nói chuyện một mình, ví dụ như là phải đi lấy cái bút, phải đi lau nhà đã. Đấy. Đấy. Ví dụ đang ngồi xem phim xong rồi quên giặt quần áo là thôi cho rồi không đi, quên mất chưa giặt quần áo. Đấy. Tức là bạn phải nói ra. Con phải nói ra. Mình nghĩ trong đầu thôi là mình đi làm nhưng mà bạn này là phải nói ra. Rồi bây giờ tới Ly, anh ấy có những tật xấu gì? Có một cái là con đặt biệt danh cho chồng con là đi dên. Dên không phải là mưa, dên là dên nhiều, dên la ấy ạ. Đấy, dên dỉ. Dên dỉ. Dên dỉ. Hồi xưa lúc yêu con là con rất là hậu động. Ví dụ như là con chuẩn bị bước xuống phát, cẩn thận đấy, không được hụt chân đấy. Hoặc là đang chuẩn bị làm đấy, nhấc cái kia lên trước đã rồi đặt cái kia xuống. Hoặc là chồng con mà nấu ăn vào con và vào rửa rau chẳng hạn. Cho rau vào trước rồi cho nước vào sau rồi cho muối vào. Là tại chồng vì con là một người mê nấu ăn. Đâm ra là mình mà thấy kiểu làm công việc mà không đúng cái người hướng nội thì người ta rất là khó tính ở những cái chỗ mà ở nhà. Đó, mình có cái góc riêng, ví dụ góc bếp của con là con nấu ăn đến đâu là con thường con lau lên đấy luôn. Rồi cái gì nữa nè? Vâng, với con thì con chỉ thấy cái đấy là tính, không phải tính xấu của chồng con mà mang lại cho con cái cảm giác là kiểu hồi xưa lúc chưa yêu hơi thì nhắc nhở hả? Không, nhắc nhở thì là bình thường. Lúc ấy cảm thấy là quan tâm. Nhưng mà khi mà lấy về xong cảm giác là giống như kiểu chồng con đang kiểu nắn con ấy ạ. Bắt đầu nắn á, dũa đó. Bắt đầu đúng rồi đấy ạ. Con làm nail nhiều rồi nên con biết là chồng con đang dũa dần. Cái việc đấy thì con thấy hơi bị ngỡ ngàng trong mối đó thì vỡ hòa đấy. Nhưng mà bù lại là khoảng thời gian này con được thay đổi cái môi trường sống, gần như là thay đổi một cuộc sống mới, nên là những cái việc đấy nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ trong cái việc mà con đang hứng khởi trong cái mối quan hệ này và hai vợ chồng đang dần nhiều hiểu nhau hơn. Nói chung là con chỉ mong muốn chồng thay đổi một điều gì? Con muốn chồng con là
hãy tình cảm hơn như cái lúc mà mới cưa. Ồ, thế bây giờ còn lãng mạn không? Còn tình cảm không? Bớt lãng mạn hơn xíu. Chồng hãy làm đúng với nghề của chồng ấy. Đấy là cái nhắc nhẹ đấy, con ạ. Nhắc nhẹ. Cái lúc này là đó. Con phải vận dụng tối đa cái lãng mạn nhất có thể. Dạ vâng, lại lau lại đầu tư quá. Đấy, nhớ nhá. Dạ, vâng. Rồi, ok. Có gì khó hơn không? Khó hơn. Mấy cái này thấy dễ quá. Không có chanh chua. Không chanh chua. Không gì? Không chanh chua. Không chanh chua. Đấy, em là chanh ngọt rồi chị ạ, không có chua. Bữa nay ế rồi, không có chua dạ, nữa. Dạ, ngọt lắm anh ơi. Đã là ta quyết định cọc đi tìm trâu rồi mà dạ. Còn chua cái gì nữa. Dạ, bao ngọt luôn ạ. Anh thấy ấn tượng cô gái bên đây nha. Cô gái đây có duyên lắm á, nãy giờ. Dạ, coi. Nghe nói. Dạ, em chào anh. Dễ thương không? Dễ thương thiệt luôn. Hồi nãy giờ nói thật nha. Dạ. Anh nghe em nói thế, anh tưởng tượng không có giống gì đâu. Hôm qua anh bất ngờ lắm á. Nó là ba dạ, 3-4 chàng trai dạ tới. Vâng, em rất mong anh tìm cho em người để uống cà phê lần thứ tư với em ạ. Ông nào mà vô mà gặp cô gái nào mà đi luôn thiệt, ông đó không phải là ông rồi đó. Chắc chắn lần này sẽ ngồi luôn với em. Dạ, mong ngồi đến sáng luôn. Mà không biết nói cái gì, chưa biết. Tâm sự, không, chơi bánh đũa. Á, còn trẻ mà, có 24 tuổi em hả? Dễ thương quá. Em không thích gì ở người đàn ông? Dạ, thì nãy em có nói thế nào, đừng có... kiểu như là bề ngoài đừng có kiểu chăm chút quá hơn con gái đó, chỉ cần mình gọn gàng đầu tóc rồi quần áo cả. Em thích là trên người, chắc là trên cơ thể, thế là mặc quần áo có một sự gọi là bố cục, gọi là thống nhất với nhau chứ đừng... Mặc quần áo mà có bố cục. Dạ, tức là đừng có mà giả sử như là trên xanh dưới đỏ rồi ở trên rồi ở dưới đôi giày màu tím, hoặc là một cái sự kết hợp nhẹ nhẹ, giả sử như là ở dưới thì mặc quần sò của trên áo sơ mi đóng thùng gì đó trông nó kỳ kỳ. Bây giờ em đoán đi, anh Linh đang mặc cái áo trên màu xanh nè. Dạ. Em nghĩ khúc dưới anh màu gì, khúc dưới anh màu gì, em đoán thử coi trúng không. Dạ, anh Linh thì em cũng có theo dõi nhiều về anh, thì anh thực sự là anh cũng là một người mẫu lý tưởng mà em rất là yêu thích. Thì em đoán là chắc chắn anh Linh là đang mặc là một chiếc quần jean và dưới là một đôi giày thể thao. Đúng rồi. Hay quá, anh phải giày em, dép. Không nhận đây là cô gái ấn tượng nha, nãy giờ nó thật á, nãy giờ càng nói chuyện càng ấn tượng, mà qua nhìn em xinh như thế là càng ấn tượng nữa. Chưa có ai đi tìm chồng lý tưởng mà tìm dài 1m7 hết trơn á. Không, dễ thương mà, nhưng mà nói nè. Dạ. Em có lãng mạn lắm không? Dạ không, thì em thì chỉ thích những cái gì mà xuất phát từ trái tim chân thành, chứ mà kiểu xến xúa quá như cả em ơi hôm nay em đẹp quá, em đẹp ơi là đẹp, cái kiểu vậy là em không có thích. Em thích cái gì mình cứ thẳng thắn thôi, em ơi em đẹp lắm đó. Kiểu như vậy không có duyên mà. Dạ, tức là kiểu mình cứ chân thật. Được dễ thương lắm trai, rất là ấn tượng. Anh nghe tiếng nói và người hình như nó khác nhau á, nghe giọng nói anh tưởng đâu một cô gái thôi, nói chung mạnh mẽ hơn. Có muốn chị hỏi cái gì nhà trai không? Hỏi gì hỏi gì đi, không? Nhà trai tôi cũng ngon lắm. Dạ, muốn hỏi xem là hôm nay anh ấy mặc quần áo màu gì ạ? Mặc gì ạ? Anh mặc áo màu đỏ. Áo màu đỏ. Quần màu gì được? Dạ, có khi quần màu tím. Đồ bố cục, đồ. Bố cục áo màu đỏ. Áo màu tím thì có thể là quần tối màu không chị, hay là quần màu xanh ạ? Thì em đoán đi, rồi dạ. Chị biểu anh đi thai nè. Dạ, sơ mi mà mặc với quần tây là đẹp nhất đó chị. Nếu mà quần xanh là em bỏ về liền rồi. Quần xanh bỏ về liền hả? Quần jean. Quần jean áo thun. Cũng được. Đẹp mà. Hợp lý. Đàn trai ngon. Ngon. Đâu bộ nhà gái không ngon hả? Ngon quá đi chứ. Gái cũng ngon, trai cũng ngon. Được. Sao? Quá được. Em có cái điều gì em không thích người bạn gái không? Không lè loẹt. Không lè loẹt. Cô kia không thích lè loẹt thì chắc chắn cũng không lè loẹt. Thì đúng rồi. Đừng lo. Ví dụ như là em thấy đi vô uống cà phê em thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi thì em sẽ nói gì với cô gái? Em không nói đâu. Không nói, đi thẳng ạ. Em sẽ làm gì? Đó, cổ hỏi kìa. Đi thẳng hả? Không đi thẳng. Em làm gì? Đứng lại nhìn, ngắm à. Rồi sao nữa? Rồi chắc là giống như mấy chàng trai trước rồi chị ơi. Rồi sao nữa? Thì không. Xin này là hỏi, em muốn gì? Em muốn gì? Được, rồi gì nữa? Anh có thể lấy cho em. Ngồi cùng cô ấy luôn. Được. Yeah. Em hình dung bạn gái bên đây như thế nào? Cao. Cao, có cao. Ốm. Vừa người. Mặc nói chung là hình như là đúng với sở thích của em. Trời ơi, chưa thấy mà biết đúng sở thích của em luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi nghe Linh nói. Bây giờ nếu được bao giờ em tiến tới hôn nhân? Dạ một năm cũng có thể là sớm hơn đi. Do hai bên nữa. Ừ. Dạ, tới luôn đi anh ơi. Tới luôn hả? Tới luôn. Có làm dâu không em? Nếu mà được thì có chị. Có hả? Dạ. Làm dâu được không em?
Dạ được chị ơi. Bây giờ cái gì phụ cũng nữ được hiện đại hả? Là không ngại với mẹ chồng chị ạ. Hay không? Mẹ chồng dễ lắm em ơi. Dạ vâng, với cả em cứ nghĩ là không có mẹ chồng thì không thể nào có chồng mình được. Hay quá, thấy chưa? Em thấy nhà gái chưa? Quá mạnh. Em mà nhìn thấy em còn ngất xỉu luôn. Em phải bình tĩnh đó nha. Ông ơi, hơi bị được đấy em. Rồi, em có tật xấu gì không? Tật xấu là lúc lâu trễ hay trễ giờ. Lâu lâu không? Không, cái đó bỏ nha. Cô này mà trễ giờ là ngồi quán cà phê mà em tới trễ mà cô đẹp vậy là bao nhiêu anh rủi xui xui có cái anh nào đi ngang anh vớt trước là coi như em hỏng mất á. Không, trễ này chắc do mình có gì mình tới mình giải hòa. Giải hòa nhưng mà tới cô đi mất tiêu rồi còn đâu nữa giải hòa. Dạ chị ơi, cái khoản trễ giờ là em không trễ thích lắm đâu chị. Không có thích. Sao vì em? Đàn ông là phải ga lăng, là phải đến sớm chờ trước để cho lãng mạn chị ạ. Đúng rồi. Phải đâu, nó chưa gặp thôi chứ nó gặp nó tới trước 2-3 tiếng luôn á. Đúng rồi vậy. Rút kinh nghiệm nha em nha, không có được nha. Đừng có lo vụ này. Rồi bây giờ là bây giờ lấy nhau về là ở chung với mẹ đúng không? Dạ. Rồi. Ổn. Có điều gì không thích ở người phụ nữ nữa không? Ngoài cái lèo lẹt ra còn gì nữa không? Nói chung là vậy không gì. Đó, cặp này được rồi. Em thua. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ đi với cậu ạ. Cậu. Dạ. Rồi cho ý kiến cậu cái nha. Cậu nhìn bạn gái bên kia thế nào à? Chào anh Quyền Linh, chào chị Trần Tường. Dạ nói đi anh, được rồi. Nói chung Cường á thì nó hiền lắm, nó dạ. Lanh lẹn mà nó nhát lắm, nó không kỳ vậy? Hiền lanh lợi mà nhát. Nhát gái, nhanh gái à? Nhát bạn gái. Nó còn bạn gái bên này thì chuẩn. Nó còn bên chỗ bạn gái bên này là mẹ là bên chỗ mầm non đúng không? Dạ. Em bên mầm non đúng không? Dạ. Mẹ Cường mới là em gái Cường cũng bên mầm non luôn. Ồ. Oh. Dạ. Vậy là hiểu nhau quá. Chào con. Dạ vâng, chào con. Mở cho hỏi con một số việc. Dạ. Là về cái phong cách á, ngoại hình thì nói chung con chọn thì rất là cháu mợ là rất là chuẩn. Dạ. Tính nết thì cũng rất hiền lành. À, ăn mặc thì cũng lịch sự, không lòe lẹt. À, nhưng mà có một điều là về cái kinh tế là cũng còn hơi khó khăn, như vậy thì con có thể chấp nhận được không? Dạ, đối với con thì cái gì mà đi lên từ hai bàn tay trắng thì mình cũng quý nhau hơn. Chứ bây giờ mình vẫn đang còn trẻ thì con nghĩ là tương lai vẫn còn dài ở phía trước. Mà cảm ơn con và mong hai con được đi đến với nhau thì cậu mở chúc mừng. Dạ con cảm ơn cậu. Dạ. Ăn thua là bạn trai có chí cầu tiến hay không? Dạ, đúng không em? Ạ. Hôm nay mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với chị gái và các cô trong trường. Chị ruột hả em? Dạ vâng ạ. Dạ. Chào gặp chị ruột dạ, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào quý khán giả ở phòng quay ạ. Thì em là chị của bạn em Thanh. Thì nói chung là Thanh á thì rất là ngoan mà rất là ít đi chơi. Nói chung đi chơi á, thì chỉ có đi chơi với gia đình thôi chứ cũng không có đi chơi với bạn bè ngoài. Còn lúc nào mà đi á, thì cũng toàn đi với các cô ở trong trường, cũng toàn là phụ nữ cả. Nên là cái sự mà quen biết với bạn bên ngoài cũng rất là ít. Nói chung cũng rất là không có. Từ trước giờ cũng vào Sài Gòn cũng ở với em cũng mấy năm rồi. Cũng ít đi chơi lắm nên cũng không có quen được bạn. Thì thấy bạn bên này thì chị thấy cũng được. Em đang ít tuổi, chị thì lớn hơn em rồi. Yeah. Thì nói chung là Thanh thì thích nhẹ nhàng lắm mà cũng hơi mít ướt, cũng có tính hay quên. Thì có gì thì hai em cứ tìm hiểu. Em ở quận mấy nhỉ? Dạ quận 12 ạ. Quận 12. Yeah. Chị nhà chị thì ở quận Bình Thạnh. Yeah. Thì cái thời gian mà sắp lên thì em làm công việc là có theo nhà nước hay là như thế nào? Dạ không, em làm công việc này là cho Hàn Quốc, công việc Hàn Quốc. À, yeah. Là cái thời gian nó thời không gian bị gò bó. Từ 8 giờ tới 5 giờ chiều. Lấy nghĩa là vẫn có thời gian để có thể là tìm hiểu nhau. Thì chị cũng hy vọng mong chương trình này các em có thể là tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì một năm sau có thể là tiến tới cũng được. Nhà chị cũng mong lắm rồi. Hỏi á là sao mấy cô em mặc áo đưa nhau đi trốn là sao vậy? Dạ em cái trường á thì là của em. Em là mở cái trường đấy. Thì có em Thanh làm ở đấy luôn và cũng các cô ở đây là cũng là làm ở trường. Dạ thì bọn em cái đồng phục này chơi nghịch thôi. Thì nên các cô yêu cầu em phải mặc nên em cũng phải mặc thôi. chưa có ý nghĩa gì hả? Tự nhiên sao thấy đưa không, nhau đi không. Trốn ý nghĩa là lấy chồng xong mà là phải đi trốn ấy, đi trốn một hai hôm chơi riêng bọn em, khẩu hiệu riêng của bọn em thôi. Yeah. À
Dạ. À, trường mầm non hả chị? Dạ vâng ạ. À, trường mầm non là trường của gia đình mình luôn. Dạ vâng ạ. À, dạ. Sao em về bây giờ gia đình mở trường rồi đó. Tốt quá. Mình về mình làm trong trường luôn. Ha, cũng được ổn á. Con chức bảo vệ nào lớn lớn chút. Dạ. Cảm ơn chị. Như vậy là thấy nãy giờ là mọi người ở trong trường quay rất là phấn khích rồi, không biết hai bạn gặp nhau như thế nào. Thôi kéo màn. Kéo màn lên. Cặp này hợp đấy. Hợp đó. Hôm nay là hai người mặc áo cặp hay gì đó, có thần giao cách cảm. Đỏ đỏ ha. Em cảm ơn anh. Sao em thấy bộ đồ anh mặc gì được không em? Dạ rất là tông xẹt tông ạ, rất là được ạ. Được. Dạ bình thường anh rảnh anh có hay đi đâu chơi không ạ? Bình thường anh rảnh thì anh phụ việc nhà. Nếu giả sử như sau này mà xử như là em có nấu cơm thì anh có phụ không ạ? Không, cái này là anh lo được. Nấu cơm hay là gì anh lo được. Dạ vậy là ok rồi, chứ nhiều lúc em sợ là mình, em thì nói chung là sở thích của em nào cũng là nấu ăn, thì mà tính của em thích nấu ăn không thích dọn. Nên là nhiều lúc mình sợ mình vô mình nấu xong rồi không có ai, rồi cả hai cùng thích nấu ăn rồi không có ai dọn nữa thì không. Cái này anh nói chung là quan điểm á, chung là vợ làm hay chồng làm gì cũng được, không có ai làm hay ai làm. Rồi bây giờ dạ. Khoan đi, bây giờ khoan nói chuyện. Bây giờ dạ. Đây đang ngồi uống cà phê. Uống cà phê em, ngồi uống cà phê. Em tiến vô quán cà phê, cổ đang ngồi giữa đường. Đó, em làm gì em làm đi. Cổ ngồi trước. Dạ. Em ở ngoài đi vô. Dạ. Thấy cổ ngồi. Dạ vâng. Lần thứ tư uống cà phê, em dạ. Làm gì em làm đi. Đang tâm trạng nhìn xa xăm. Đó, tâm trạng nhìn xa xăm. Đứng em lên đi em. Em từ ngoài quán cà phê đi vô. Cổ đang ngồi uống cà phê nhìn xa xăm. À, lạng qua lạng lại. Để em dịch tới cho. Đây với ai vậy? Dạ, em ngồi một mình thôi anh ạ. Một mình hả? Vậy em uống gì chưa anh? Anh gọi. Dạ, em gọi rồi anh. Rồi rồi em. Anh có thể ngồi đây được không ạ? Dạ vâng, anh ngồi luôn. À, em ở đâu? Làm gì? Dạ, em ở quận Bình Thạnh. Em làm giáo viên. À, giáo viên. Nên em tới đây là có chắc là có tâm trạng gì không? Đúng rồi, uống cà phê đúng không? Dạ không ạ, tới thả thính thôi ạ. Dạ vâng, rồi cảm ơn anh. Thế là được không em? Thầy giáo còn đón được không, được không em? Luôn. Dạ được. Dạ tỷ đang uống cà phê lần thứ tư mà có một anh y chang vậy luôn, nãy y vậy luôn là trong người em dạ. Sao? Lần này là do là không có làm cao, mời ngồi do liền và hút liền ạ. Thôi, rồi, dạ, hút liền dạ, đi. Vâng. Em với anh đến đây gặp nhau thì chung nào cũng có một cái duyên rồi. Còn mình có đến được với nhau hay không cũng là do một cái nợ nữa. Nên là em cũng mong là em và anh mình cùng cởi mở và mình cùng cho nhau cơ hội để mình cùng tìm hiểu ạ. Dạ nếu mà được thì mình tiến tới mình bấm nút luôn đi. Trời ơi. Sao lẹ vậy cưng, từ từ cưng. Bình lần thứ tư này sợ anh đi luôn. Buổi tối em làm về em có hay đi đâu chơi không? Dạ em cũng ít khi đi chơi lắm, tức là bình thường em đi làm về xong em cũng ở nhà em phụ nhà xong rồi cũng xong xuôi cũng 8 giờ mấy rồi cũng ở nhà. Đi chơi thì cũng thỉnh thoảng đi cà phê mấy cô trong trường thôi. Cho anh hỏi cái quan điểm của em trong tình yêu như thế nào? Dạ trong tình yêu à? Dạ với em thì mình cứ có gì mình cứ chia sẻ thẳng thắn và thật thà với nhau là được. Đừng có giấu giếm cái gì. Với cả em nghĩ là cũng không có ai hoàn hảo cả. Mình đều có những cái điểm gì và tật xấu mình sẽ cho nhau biết để mình cùng nhau sửa. Còn về cái quan điểm như là về vấn đề về chung thủy em đề cao cái đó hơn. Tại vì cái đó nó giống như kiểu là bản chất rồi, nó ngấm vào máu rồi. Nên là em không thích một người đàn ông lăng nhăng. Còn những cái khác là sẽ như là nóng tính hay là nhậu nhẹt gì là mình có thể cùng nhau sửa. Còn cái gì mà ngấm vào máu rồi là không thể thay đổi được, là không thể nào sửa được. Còn anh mấy tật xấu thì cũng không có. Hút thuốc thì cũng không, nhậu nhẹt thì cũng có khi vui vui ở nhà thì có một ly hai ly. Không sao, em thì em cũng thoải mái lắm. Tức là đàn ông thì nhậu rồi đi chơi bạn bè thì em là bình thường. Tức là mình biết cái đà mình dừng lại là được rồi. Tới cái tính của anh là nó khiêm về gia đình nó nhiều hơn á. Có nghĩa là giống như kiểu là mình sống là cái tình cảm là, dạ, là vậy thì đồng. Cũng tốt rồi, tại vì em cũng nghĩ và quan điểm của em là bố mẹ mình thì bao giờ cái hiếu cũng là đầu tiên. Thì sau này có em có chăm sóc cho bố mẹ anh, em coi anh như là bố mẹ đẻ thì em cũng mong là anh cũng coi bố mẹ em như vậy. Và chỉ như sau này như là mình có điều kiện có thể là mình biếu bố mẹ thì em muốn là mình sẽ biếu đều cả hai bên và không phải là giấu giếm hay một cái gì cả. Tức là mình cứ trao đổi thẳng thắn với nhau. Giả sử như là mình tặng bố mẹ chồng cái này thì mình cũng sẽ tặng bố mẹ đẻ của em như vậy. Đó thôi, em muốn là mình thẳng thắn như vậy luôn. Tại vì là cứ nhiều người, tại vì em thấy là nhiều cô con dâu có thể như là nịnh mẹ chồng, tặng cho mẹ chồng rồi, còn mẹ đẻ của mình thì lại không như vậy, rồi là phải giấu giếm rồi gửi về cái này cho mẹ thì em đã không thích như vậy. Quan điểm của em là bố mẹ là người nuôi dưỡng mình thì mình cứ phải chăm sóc là cái đầu tiên, nên là mình không có gì mình phải giấu giếm nhau cả.
mình cùng nhau phụng dưỡng. Vậy cùng chung cái quan điểm của anh nè. Dạ vâng. Nhưng hồi nãy chị mở có nói là cuộc sống còn khó khăn, thì mình có cái vạch định cái tương lai mình để phát triển cái kinh tế của mình như thế nào để lo cho cái con cái gia đình. Chung là đàn ông thì mình phải có tính cái cầu tiến để mai mốt lo cho con cho vợ. Thì chung là chí hướng thì tiến mở một cái quán nào đó, có thể là vợ làm chủ hoặc là chung mà làm một cái việc gì đó mà đủ lo cho gia đình, cho cuộc sống. Dạ. Sau này trong gia đình thì về kinh tế ai sẽ là người quản lý? Dạ vợ. Dạ, nói nghe, vợ nghe cái này là phải bấm nút liền chị ơi. Ảnh không nói em cũng bấm nút liền. Dạ, biết mà. Biết mà. Chị với chị hiểu em, chúng mới cùng phe đó chị. Từ từ đi em, chị sẽ gả em.